Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đã có một phiên giao dịch ngày thứ ba tương đối là thành công. Phải nói là thị trường đã qua rất nhiều các phiên giảm điểm, và phiên ngày hôm nay thì thị trường đã có một cái lực hồi khá là tốt. Thì để chào mừng cái lực hồi của thị trường thì tối ngày hôm nay Hùng sẽ làm một cái bản tin, một cái video hướng dẫn sử dụng app Smart One của công ty cổ phần chứng khoán VPS. Và trước khi mà chúng ta đi vào các cái phần chính của bản hướng dẫn này thì Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ nhìn lại qua thị trường trong phiên giao dịch, trong hai phiên giao dịch đầu tuần. Thì chúng ta thấy rằng là đối với chỉ số VN Index thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi mà Index đã có một cái điểm test cung khá sâu ở vùng 1.240 điểm, và sau đó thì nó test lại ở cái vùng 1.257 điểm khá là tốt. Và cuối phiên thì lực cầu đã được đẩy vào khá là mạnh nhờ cái sự hỗ trợ của các cổ phiếu nhóm trụ, các cổ phiếu nhóm blue chip và nhóm bank. Bank cũng đã có một phần hồi phục. Cùng với đó thì nhóm P đã tăng khá là tốt trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì về mặt lý thuyết là trong phiên ngày hôm nay thì bộ ba tham số của thị trường của chúng ta đều đã đạt được những cái kỳ vọng với quan điểm góc độ ủng lên. Đó là gì? Đó là chỉ số index sẽ công lại cái vùng kháng cự của chúng ta ở đây, đó là vùng 1.290 đến vùng 1.300 điểm ở đây. Thì đóng cửa ở vùng 1.293 điểm chính là cái điểm số kỹ thuật mà chỉ số index của chúng ta ở đây. Về mặt ý đồ kỹ thuật thì phiên ngày hôm nay là một phiên kéo trụ, chính vậy nên khả năng trong phiên sáng ngày mai thì một là thị trường sẽ tạo gap ATO và sau đó nó sẽ đi lấp gap, hoặc không thì nó sẽ sau phiên ATO thì thị trường sẽ lấp gap luôn. Thì quá trình lấp gap có thể diễn ra ở quanh vùng 1.270 hoặc sâu hơn, chúng ta có thể tính toán ở vùng 1.257 đến vùng 1.260 điểm ở đây. Thì đấy là những cái điểm chỉnh kỹ thuật. Trong trường hợp nếu như mà index của chúng ta giữ được ở cái vùng này thì đấy là một cái tín hiệu rất là tốt đối với chỉ số VN Index của chúng ta. Còn đối với chỉ số VN30 các anh chị, thì đối với VN30 trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng đã đạt kỳ vọng của Hùng Lê, đó là chỉ số này đã long vượt vùng 1.340 điểm. Đối với các tín hiệu kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày mai thì theo quan điểm kỹ thuật cùng là sau một nhịp kéo này thì chỉ số VN30 cũng sẽ có một nhịp nháp để trả lại cung, và các cái nhịp trả lại cung nó đẹp nhất nó sẽ hội tụ ở vùng kỹ thuật ở khoảng vùng 1.320 đến khoảng vùng 1.325 điểm ở đây. Sau đó thì nó tiếp tục nó quay lại để nó công lại break lại cái vùng 1.340 điểm ở đây lần thứ hai. Thì khi cái tín hiệu kỹ thuật này xảy ra thì như vậy là VN30 của chúng ta cũng sẽ hướng lên vùng 1.360 đến vùng 1.370 điểm trong phiên giao dịch tiếp theo. Còn đối với chỉ số phái sinh thì phái sinh ngày hôm nay cũng đã có một cái lực long tương đối tốt, và điểm nhấn kỹ thuật được cùng phân tích khá là kỹ, cũng đã có chia sẻ lên các cái team cộng đồng, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1.310 đến 1.313, đó là những cái ý đồ tạo lập về mặt kỹ thuật của phái sinh khá là tốt trong phiên giao dịch hôm nay. Và sau đó thì lực long đã đẩy mạnh ở sau 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 14 giờ đúng không ạ? Và đến về mặt kỳ vọng thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay phái sinh cũng đã đạt đến cái ngưỡng kỳ vọng ở 1.340 điểm, và đương nhiên về đây là cái vùng kháng cự anh chị, ở bên này nó là hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó, thì ở bên này nó sẽ là kháng cự anh chị, và kháng cự thì đương nhiên nó sẽ có sự lung lắc. Và trong phiên ngày mai thì cái điểm mà có thể tính toán được một cái vùng trả cung cực đẹp của VN30 F1M, tức là ở vùng 1.320 đến khoảng vùng 1.325 điểm. Ở điểm này mà nó không, tức là nó không, nó sọt, nó không phá vỡ và nó tích lũy được ở trên trên vùng 1.313 thì đấy là một cái tín hiệu rất là đẹp. Và trong trường hợp mà cầu long bắt đầu bắt bắt lại từ đây thì đấy là một cái tín hiệu tuyệt vời, và phái sinh cũng sẽ hướng đến một cái điểm break vùng kháng cự 1.340 điểm ở đây và hướng về vùng 1.360. Thì đấy là những cái hướng ý đồ trong cái phiên giao dịch của ngày mai, tức là phiên giao dịch của ngày thứ tư. Ok, thì cũng sẽ điểm qua nhanh về thị trường chung như vậy để anh chị nắm qua được. Còn video ngày hôm nay thì cũng sẽ hướng dẫn các anh chị sử dụng app Smart One, một cái app để chúng ta giao dịch chứng khoán. Thì như các anh chị em cũng đã biết rằng là công việc chính của chúng ta, ngoài cái việc đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ có một công việc chuyên môn, và chính vậy nên là chúng ta sẽ có làm việc ở công ty hoặc ở văn phòng thì chúng ta không thể sử dụng máy tính cá nhân hoặc máy tính ở trên công ty để chúng ta có thể theo dõi được các cái tín hiệu kỹ thuật ví dụ như vậy, hoặc là theo dõi tài khoản của chúng ta. Chính vì vậy app nó đã trở thành một công cụ rất là hữu hiệu cho nhà đầu tư, chính vậy là chúng ta sẽ cần phải sử dụng nó và
và sử dụng nó như thế nào, thì cũng sẽ hướng dẫn các anh chị một số cái thao tác khá là cơ bản. Để đây cũng là một cái video tiền đề để sau này là đối với những cái nhà đầu tư mới 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 tham gia thị trường thì chúng ta chỉ cần xem cái hướng dẫn này, cái bản hướng dẫn này, thì như vậy là chúng ta đã có thể thao tác được tất cả những cái tính năng cơ bản nhất của app Smart Run. Thì cái nội dung mà Hùng trình bày ở trong video này gồm có 4 phần. Phần thứ nhất đó là hướng dẫn cài đặt Smart Run. Phần thứ hai đó là Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị tiện ích giao dịch chứng khoán, trong đó thì sẽ hướng dẫn đặt lệnh mua và bán ở trên app. Ở phần thứ ba thì Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị một số cái tiện ích giao dịch tiền linh hoạt 24/7, trong đó thì chúng ta sẽ nói đến khá là nhiều các cái yếu tố về mặt kỹ thuật đó. Ví dụ như là chúng ta sẽ nộp rút tiền như thế nào này, chúng ta sẽ chuyển chứng khoán giữa các cái tiểu khoản 136 như thế nào này, chúng ta sẽ và sau đó cũng sẽ giới thiệu một số các cái sản phẩm đầu tư tài chính và một số các cái tiện ích thanh toán dịch vụ tài chính, và phần 4 thì sẽ hướng dẫn cái tiện ích tặng quà đó, ở trên app Smart Run. Thì cái phần tiện ích này thì cũng thấy cũng khá là tin đúng không ạ, và chúng ta cũng có thể xem qua. Thì phần thứ nhất là chúng ta sẽ hướng dẫn ở phần cài đặt. Thì các anh chị lưu ý, nếu như chúng ta dùng hệ điều hành Android thì các anh chị sẽ vào cửa hàng CH Play và chúng ta gõ từ khóa VPS Smart One. Đó thì nó có biểu tượng hình chữ S xì đỏ ở đây và nó sẽ hiện hiển thị cái VPS Security ở đây. Thì do là cái bản Hùng đã cập nhật ở trên 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 điện thoại rồi nên ở đây nó sẽ hiện cái từ cập nhật. Còn nếu như chúng ta mà chưa có cài đặt thì nó ở đây nó sẽ hiện từ chữ cài đặt. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ cài đặt. Và sau khi cài đặt thì cái app giao diện chính của Smart One nó sẽ như thế này. Thì các anh chị lưu ý ở trên cái app này thì các anh chị chúng ta ở bên góc trên cùng bên phải đây nó có một cái biểu tượng để chúng ta chọn, đó là chữ VI và chữ EG. Thì chữ VI có nghĩa là cái cấu trúc lệnh, tất cả mọi cái option ở trong cái app Smart One nó sẽ là tiếng Việt. Còn English tức là EG nó thì tất cả sẽ là tiếng Anh, nên các anh chị anh chạm tay vào đây và như vậy là chúng ta sẽ chỉnh sang cái chữ VI đó để chúng ta tiện sử dụng. Rồi ok, ở đây thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái khuôn thứ hai, đó là ở đây chúng ta sẽ nhập ID tài khoản của chúng ta, thì gồm có 6 số tài khoản của chúng ta. Chúng ta bỏ cái chữ 026C đi. Và cái phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ đăng nhập mật khẩu và chúng ta bấm đăng nhập. Cái lưu ý thứ ba nữa là chúng ta có một cái ở đây, nó có một cái là hết phiên đăng nhập sau 60 phút. Thì ở đây chúng ta có thể chỉnh lựa chọn các option, ví dụ như chúng ta có thể chọn muốn muốn app nó không tự out cái tài khoản của chúng ta thì chúng ta chọn cái thời gian này lớn hơn, chúng ta có thể chọn 180 phút, vân 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 vân. Thì các anh chị có thể chọn ở trong option này. Và chúng ta kéo xuống ở phần dưới của cái app VPS Smart One thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta mở tài khoản. Và hiện tại thì bên VPS đã sử dụng hết tất cả mọi cái công cụ, đó là chúng ta mở tài khoản online và chúng ta xác thực tài khoản qua EKC và rất là tiện lợi, bây giờ chúng ta không phải ký hồ sơ cứng nữa. Thì nếu như chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ bấm vào mở tài khoản ở đây, và khi chúng ta bấm vào chỗ mở tài khoản này thì chúng ta sẽ có được một cái tab thứ hai, đó là thông tin cơ bản. Thì các anh chị sẽ nhập họ tên của mình, số điện thoại, địa chỉ email và ID người giới thiệu. Nếu các anh chị ủng hộ Lê thì các anh chị sẽ nhập vào đây là 6391 thì nó sẽ hiển thị cái tên của Hùng ở đây, nó gọi là ID quản lý. Và sau đó chúng ta bấm tiếp tục thì nó sẽ chuyển đến một cái tab thứ hai, đó là chúng ta sẽ phải up cái hình ảnh của thẻ căn cước công dân mặt trước và mặt sau. Thì hệ thống sẽ automatic tự động chuyển thể tất cả họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cấp chứng minh, tức là chúng ta không phải đánh bất kể một cái gì nữa đó. Thì khi mà chúng ta thao tác ở đây thì các anh chị họ sẽ, tức là nó sẽ hỏi là Smart đang có cho phép là mình cập nhật vào ảnh và các cái thiết bị nghe nhìn ở trên màn hình của không, thì chúng ta bấm là cho phép để phần mềm này có thể sử dụng cái cam nó để có thể chụp ảnh chứng minh thư, hoặc là chúng ta còn up từ cái bộ nhớ của chúng ta đó. Và sau khi mà chúng ta thao tác hết xong thì chúng ta sẽ có được một số tài khoản gồm 6 chữ số đó. Và sau khi mà chúng ta có số tài khoản xong thì chúng ta vào cái mục là gói dịch vụ tài khoản và chúng ta tiến hành xác thực tài khoản. Thì ở đây thì các anh chị sẽ xác thực chứng minh thư, khuôn mặt, chữ ký. Và sau khi mà chúng ta xác thực xong hết tất cả các thông tin đó, hệ thống báo thành công. Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành ở cái quy trình mở tài khoản đó. Và trong cái quá trình sau khi mà có số tài khoản, các anh chị mà chưa biết xác thực như thế nào thì các anh chị sẽ liên hệ với Hùng qua Zalo để chúng ta sẽ tiến hành xác thực. Ok.
Sau khi mà chúng ta có số tài khoản rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản để chúng ta thực hiện lệnh mua và bán chứng khoán. Đương nhiên ở trong tài khoản chúng ta phải có tiền, thì tí nữa ông sẽ hướng dẫn cái lệnh chuyển tiền sau, và ông sẽ hướng dẫn cái phần 2 đó là tiện ích giao dịch chứng khoán trước, tức là hướng dẫn đặt lệnh mua bán. Thì ở trên cái app của chúng ta thì các anh chị lưu ý ở đầu tiên ở đây nó sẽ là phím home, và đến cái phím thứ hai đó là có cái hình đồ thị này này, chứng khoán thì chúng ta chọn vào đây. Thì để đặt cấu trúc lệnh mua thì các anh chị lưu ý ở một số các lưu ý như sau. Thứ nhất đó là ở cái mục trên cùng ở đây thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ chọn cái số tài khoản của chúng ta chứa đựng tiền. Thì đối với giao dịch chứng khoán cơ sở chúng ta sẽ có đuôi 1, đuôi 3 và đuôi 6. Ok. Đuôi 1 là đuôi tài khoản thường, đuôi 3 là tài khoản chuyên sâu và đuôi 6 là tài khoản margin. Đó. Thì chúng ta tiền ở trên đuôi nào thì các anh chị lưu ý là chọn ở đây. Và một số các anh chị em là bảo là em ơi không mua được bởi vì là tiền ở một đuôi và chúng ta lại chọn ở một đuôi khác. Đó, thì các anh chị ở đây có số 1 ở đây. Ví dụ tiền ở trên đuôi 1 chúng ta chọn đuôi 1 các anh chị nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào mua, thì các anh chị có thể bấm vào chữ mua ở đây hoặc là ở bên dưới này nó có cái hai cái chữ tròn tròn ở đây để chúng ta chọn lệnh mua hoặc lệnh bán cổ phiếu. Ok, ví dụ chúng ta cần mua cổ phiếu thì chúng ta sẽ bấm vào đây hoặc là bấm vào đây. Thì sau khi mà chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị sang cho chúng ta một cái khoang để chúng ta nhập để chúng ta nhập lệnh. Đó. Thì ở đây thì nó sẽ hiển thị cái số tài khoản, hiển thị gọi là số tài khoản mặc định của chúng ta. Tại cái mục chọn mã chứng khoán thì các anh chị gõ mã chứng khoán vào đây, ví dụ cần mua mã cổ phiếu FCN chẳng hạn thì chúng ta sẽ gõ FCN vào. Và ở đây thì các anh chị tiếp tục quan sát, ở đây nó có chữ lệnh thường, thì ở trên cái lệnh thường này thì nó có hai cái phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ nhập giá. Phần thứ hai là chúng ta nhập khối lượng. Thì các anh chị lưu ý hiện tại trên ba sàn của chúng ta là bội chẵn là 100 cổ phiếu. Chúng ta sẽ không mua ở giá 10 cổ phiếu hay 20 cổ phiếu, nó sẽ thành lô lẻ các anh chị nhá. Còn đối với chỗ nhập giá này thì các anh chị có thể nhập giá cố định, tức là lệnh LO, tức là chúng ta có thể mua một cái giá cố định nào đó trong biên trần với sàn, hoặc nếu không thì khi mà chúng ta chỉ trỏ con chuột vào cái giá đặt này thì ở đây nó sẽ ở cái khuôn này các anh chị sẽ nhìn thấy một cái dòng dòng lệnh ngang, thì nó sẽ hiển thị cho các anh chị các cái lệnh anh chị có thể đạt được, đó là ATC, ATO, lệnh MP, lệnh AT, lệnh MTL vân vân. Thì nếu như chúng ta không đặt lệnh cố định mà chúng ta cần đặt lệnh ATC thì các anh chị để con chuột vào đây và chúng ta chọn ATC thì ngay lập tức chỗ này sẽ có ATC và chỗ này chúng ta nhập khối lượng. Đó, vậy thì cấu trúc lệnh mua nó cũng khá là đơn giản ở góc độ là chúng ta sẽ cần nhập mã chứng khoán, chúng ta cần nhập giá và nhập khối lượng và sau đó chúng ta đặt lệnh. Chúng ta bấm vào cái khuôn đặt lệnh ở đây. Như vậy thì là cấu trúc lệnh mua là như vậy. Còn cấu trúc lệnh bán thì như thế nào? Thì các anh chị hoàn toàn tương tự ở đây, thì chúng ta bấm vào chữ bán ở đây. Và sau khi mà chúng ta bấm vào chữ bán ở đây thì nó sẽ hiển thị ra cho anh chị một cái cấu trúc lệnh để chúng ta bán. Vậy thì cấu trúc lệnh của chúng ta bán thì các anh chị lưu ý là chúng ta cũng phải lựa chọn cái tài khoản đầu tiên, đó là cái tài khoản chứa cổ phiếu mà chúng ta bán. Đó. Ví dụ cổ phiếu của chúng ta ở tài khoản 6 mà ở chỗ này tài khoản đuôi 1 thì như vậy là chúng ta sẽ không bán được các anh chị. Và chúng ta phải chọn đúng cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu. Sau đó thì tại cái mục mã chứng khoán chúng ta sẽ gõ cái mã chứng khoán của chúng ta ra. Đó. Và sau đó thì chúng ta đây cấu trúc lệnh bán. Đây xin lỗi cả nhà ở dưới này. Đây, đó thì chúng ta gõ mã chứng khoán và sau đó thì chúng ta cũng sẽ đặt giá, chúng ta chọn lệnh thường, đặt giá khối lượng và ở cái cấu trúc, ở cái giá đặt đó, thì các anh chị cũng có thể lựa chọn các cái loại lệnh phù hợp. Ví dụ như chúng ta có thể đặt lệnh ATO, ATC, MP, rồi lệnh MTL vân vân. Đó thì chúng ta có thể chọn trực tiếp ở đây. Chúng ta chạm tay vào cái chỗ giá đặt này thì ngay lập tức nó sẽ có cái khuôn lệnh ở đây và các anh chị có thể chạm vào bất kể một cái cấu trúc lệnh nào mà các anh chị cần đặt ở đây. Đó thì cấu trúc lệnh bán. Và ở đây thì Hùng giới thiệu luôn cho các anh chị một cái cấu trúc lệnh mua, đó gọi là lệnh điều kiện. Thì các anh chị hiện tại là VPS cũng đã triển khai cái cấu trúc lệnh điều kiện ở mảng chứng khoán cơ sở. Thì theo như quan điểm của Hùng Lê thì cái lệnh điều kiện là một cái lệnh rất là hay. Các anh chị phải nghiên cứu sâu cái lệnh này. Vì sao lại như vậy? Bởi vì lệnh điều kiện giúp cho chúng ta đặt gom cổ phiếu tại một cái vùng giá mục tiêu nào đó ở trong một khoảng thời gian nào đó. Như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian là ngày nào chúng ta cũng phải đặt lệnh. Đó, và chúng ta chỉ cần đặt lệnh TCO hoặc là lệnh stop order đó, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ đặt được ở trong một khoảng thời gian từ điểm A đến điểm B. Thì như vậy để sử dụng lệnh điều kiện thì các anh chị lại quan tâm đến cái chỗ lệnh điều kiện ở đây, thì các anh chị sẽ bấm vào chỗ lệnh điều kiện này. Thì khi bấm vào lệnh điều kiện này thì ngay lập tức là nó sẽ cho các anh chị cái option để các anh chị có thể lựa chọn hai cái cấu trúc lệnh, đó là lệnh stop order và lệnh TCO.
Thì Hùng Lê thường xuyên sử dụng cái lệnh TCO, thì khi mà chúng ta chọn vào lệnh TCO thì ngay lập tức là nó sẽ hiển thị cho các anh chị một cái tab tiếp theo. Đó. Vậy thì ở cái tab này thì các anh chị sẽ quan tâm đến cái gì? Thứ nhất đó là cấu trúc lệnh của TCO, thì các anh chị để ý ở trên cái TCO này nó có chữ Y. Các anh chị nhá, có cái chữ Y này. Thì các anh chị muốn tìm hiểu cái lệnh TCO nó như nào thì các anh chị vui lòng chạm vào cái chữ Y này. Thì khi chạm vào cái chữ Y này ấy, thì nó sẽ đây, nó sẽ hiển thị cho các anh chị một cái tab tiếp theo. Ở đây, đó là gì? Ở TCO là lệnh mua bán với số lượng giá trị được đặt này cho đến lúc khớp hoặc được hủy. Đó. Và các anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn thì các anh chị bấm vào cái chỗ xem thêm. Ở khi chúng ta bấm vào chỗ xem thêm thì nó sẽ có luôn một cái file PDF để hướng dẫn cho các anh chị toàn bộ cái cấu trúc lệnh TCO, bao gồm cách đặt như thế nào, cái cấu trúc điều kiện như thế nào, cách mua như thế nào, cách bán như thế nào, vân vân. Đó, anh chị có thể tìm hiểu thêm. Thì tại cái cấu trúc lệnh TCO này thì các anh chị sẽ nhập giá. Giá đó chính là cái giá mục tiêu mà các anh chị cần mua ở trong tương lai. Hoặc là giá nếu mà cấu trúc lệnh bán cũng hoàn toàn tương tự như vậy, lệnh điều kiện mà. Đó, đó là một cái giá mà chúng ta kỳ vọng ở trong tương lai chúng ta sẽ mua ở giá bao nhiêu. Thứ hai là khối lượng, chúng ta sẽ mua ở khối lượng bao nhiêu. Và khối lượng thì các anh chị lưu ý là chúng ta cũng nhập bội chẵn 100. Ngày bắt đầu thì thường ngày bắt đầu sẽ là ngày chúng ta bắt đầu đặt lệnh. Ví dụ như ở ngày mai là ngày 11 tháng 5 thì các anh chị sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 5. Và ngày kết thúc thì các anh chị có thể lựa chọn ở trong một cái khoảng gom, ví dụ như tôi dự kiến là gom cổ phiếu FCN chẳng hạn với giá là 16 chẳng hạn. Đó, với giá là 16 với khối lượng là 500 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 11 tháng 5 đến khoảng ngày 20 tháng 5. Tức là chúng ta đặt cái thời gian trong vòng 10 ngày. Vậy thì trong vòng 10 ngày đó thì automatic lệnh điều kiện này nó sẽ thường trực, và khi nào mà nó đạt được cái giá thì nó sẽ khớp cho chúng ta. Đó, nó sẽ đẩy lệnh lên sàn và nó khớp cho chúng ta với một cái cấu trúc lệnh như vậy. Có thể là ngày 11 nó mới khớp, hoặc có thể ngày 12 khớp, ngày 13 khớp, ngày 14 khớp, ngày 15 khớp. Miễn là khi nào trên 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 hệ thống lệnh ở FCN có giá 16 thì như vậy là nó sẽ đẩy lệnh vào để nó khớp cho chúng ta mua với một khối lượng 500 cổ phiếu. Đó, rất là hay lệnh TCO. Và các anh chị có thể quan tâm thêm lệnh stop order thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Và khi mà chúng ta chọn lệnh stop order thì chỗ này nó sẽ có chữ stop order ở đây và có chữ Y ở trên cạnh, và chúng ta cũng có thể xem hết tất cả các cái hướng dẫn về cấu trúc lệnh của nó là như vậy. Và đối với cấu trúc lệnh bán, các anh chị, đối với cấu trúc lệnh bán thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng lệnh thường đó, hoặc là lệnh điều kiện. Ví dụ như chúng ta bây giờ là chúng ta cổ phiếu FCN ở trong, ví dụ như Hùng nói như thế này, trong phiên ngày hôm nay là giá trần của nó là 20.9, nhưng tôi kỳ vọng rằng tôi sẽ bán FCN ở vùng giá 22. Như vậy thì giả sử như là tôi sẽ bán 500 cổ phiếu đấy, ví dụ Hùng sẽ đặt lệnh TCO với 500 cổ phiếu và giá giá ở đây cũng sẽ nhập 22, khối lượng sẽ nhập vào 500, ngày bắt đầu sẽ là ngày 11 tháng 5 và ngày kết thúc sẽ là ngày 20 tháng 5. Vậy thì trong cái khoảng từ 11 tháng 5 đến 20 tháng 5, cứ ngày nào mà cổ phiếu FCN có giá 20 và có cái lực dư mua đó thì như vậy là chúng ta sẽ bán được cổ phiếu FCN với một khối lượng kỳ vọng như vậy và với một cái giá kỳ vọng như vậy trong tương lai, thì cái lệnh điều kiện là cái lệnh rất hay. Ok, và sau khi chúng ta đặt lệnh thì chúng ta sẽ có một cái tab tiếp theo, đó là cái tab sổ lệnh các anh chị. Thì cái tab sổ lệnh này để làm gì? Để chúng ta theo dõi được các cái lệnh mà chúng ta đặt ở trong ngày. Ok, đó, ví dụ như chúng ta sẽ chọn các cái lệnh đặt ở trong ngày thì chúng ta sẽ có thể ở đây là chúng ta có thể tra cứu cái mã chứng khoán chúng ta đặt này, rồi tất cả các loại lệnh đó. Thì chúng ta nếu mà ở đây chúng ta chọn tất cả các loại lệnh và tất cả các trạng thái thì ở đây nó sẽ hiển thị list cho chúng ta, và chúng ta có thể lọc theo các cái tiêu chí khác nhau. Thứ nhất là ví dụ chúng ta chỉ lọc chúng ta chỉ quan tâm đến mã cổ phiếu A chẳng hạn thì chúng ta sẽ đánh vào đây cổ phiếu A. Và các cái loại lệnh thì các anh chị có thể ví dụ như là lệnh ATO hoặc là lệnh ATC hoặc là lệnh LO, ví dụ như vậy chúng ta có thể lọc theo các cái loại lệnh và chúng ta có thể lọc theo cái trạng thái. Ví dụ là bây giờ tôi đang quan tâm đến là tất cả các trạng thái thì có thể là khớp này, chờ khớp hoặc khớp một phần đó, hoặc không là tôi quan tâm đến là cái lệnh nào đã khớp toàn bộ rồi hoặc cái lệnh nào đang chờ khớp để tôi biết được là tôi có thể điều chỉnh lệnh. Thì ở cái mục sổ lệnh này thì chúng ta sẽ có thể kiểm hết được tất cả các cái lệnh ở trong này. Và sau đó ở đây thì chúng ta cũng có thể ở trên cái tab bên cạnh đây các anh chị, lệnh điều kiện, đây chúng ta có thể vào cái mục này để chúng ta xem là tất cả các cái lệnh điều kiện mà chúng ta đang đặt đang nó đang có hiệu lực đó. Rồi, ok,
Sau đó đến một cái tab tiếp theo ở đây, đó là lệnh trong phiên kế tiếp. Thì các anh chị lưu ý là lệnh trong phiên kế tiếp này được hiểu như nào. Đây, lệnh trong phiên kế tiếp nào được hiểu như nào. Có nghĩa là buổi tối ngày hôm nay, ví dụ như là bây giờ là 9:15 thì ông Lê sẽ đặt lệnh cho phiên ngày mai. Thì nó sẽ không hiển thị cái danh sách lệnh đặt trong buổi tối ngày hôm nay vào trong cái danh sách lệnh ngành, mà tất cả những cái lệnh đặt tối ngày hôm nay thì nó sẽ hiển thị vào trong cái mục là ở phiên kế tiếp, và đến ngày mai đến 9 giờ bắt đầu thị trường giao dịch thì nó mới đẩy cái lệnh ở trong phiên kế tiếp này sang cái lệnh trong ngày. Các anh chị hiểu như vậy. Sau đó thì đến một cái tab cuối cùng ở trong cái mục sổ lệnh là lịch sử đặt lệnh. Thì ở đây các anh chị có thể tra cứu, ví dụ như chúng ta cần tra cứu một cái mã cổ phiếu chứng khoán SCN chẳng hạn, trong cái khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày hôm nay, thì chúng ta xem là trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta đã mua bao nhiêu cổ phiếu SCN với giá bao nhiêu, và chúng ta đã bán bao nhiêu cổ phiếu SCN giá bao nhiêu. Thì cái lịch sử đặt lệnh này sẽ giúp cho chúng ta lọc lại để chúng ta có thể truy xuất lại. Nếu như chúng ta quan tâm, nếu như có chỗ nào mà chúng ta cảm thấy đang lăn tăn ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ truy xuất lại, rất là hay đó. Thế thì như vậy là chúng ta vừa xong cái cấu trúc lệnh mua bán, hướng dẫn cái sử dụng đặt lệnh mua bán ở trên app SmartOne, bao gồm cả lệnh thường và lệnh điều kiện đó. Và các anh chị em lưu tâm đến cái lệnh điều kiện, nó rất là hay. Ở phần thứ ba thì Hùng sẽ hướng dẫn cho các anh chị ở trên cái app SmartOne, đó là tiện ích giao dịch tiền linh hoạt 24/7. Thì trong cái phần này thì Hùng sẽ có hướng dẫn các anh chị, thứ nhất đó là hướng dẫn về nộp tiền vào tài khoản chứng khoán. Ở cái mục thứ hai đó là chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng của chúng ta. Phần thứ ba nữa là chuyển tiền cùng chủ tài khoản tại công ty chứng khoán VPS. Phần thứ tư là chuyển tiền khác chủ tài khoản tại VPS. Phần thứ năm nữa là chuyển chứng khoán linh hoạt tại cái tiểu khoản 136. Ở phần thứ 6 thì Hùng sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái sản phẩm đầu tư tài chính MM rất là hay và rất là linh hoạt trên app SmartOne. Và phần thứ 7 thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái ứng dụng về dịch vụ thanh toán tài chính. Thì ok, phần thứ nhất đó là nộp tiền vào tài khoản. Thì cái phần nộp tiền này thì Hùng Lê đã có biên soạn một cái file nó khá là chi tiết. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có thể nộp tiền qua các app và web của các cái ngân hàng VPS liên kết. Thì các cái ngân hàng liên kết thì thường thường ở trong phần tiện ích nó sẽ có cái mục là nộp tiền vào tài khoản chứng khoán, và sau đó thì chúng ta chọn công ty chứng khoán để chúng ta nộp. Và có chụp ở đây đó là cái hình ảnh của app trên app VBank. Đó, vậy thì trong cái mục tiện ích thì chúng ta chọn này nạp tiền vào chứng khoán, và ngay lập tức thì nó có cái mục đấy là công ty chứng khoán VBank. Tại mục công ty chứng khoán VBank thì nó sẽ hiển thị mã khách hàng của chúng ta, và chúng ta vui lòng nhập cái mã ngoài cái chữ 026C thì chúng ta nhập 6 cái số tài khoản của chúng ta. Đó, và sau khi nhập 6 số tài khoản của chúng ta thì ngay lập tức là hệ thống thanh toán nó sẽ hiển thị cho chúng ta là mã khách hàng này, họ tên khách hàng và số tài khoản chứng khoán, và ở đây là số tiền. Thì các anh chị có thể nhập số tiền vào đây, ví dụ chúng ta chuyển bao nhiêu tiền, ví dụ chúng ta chuyển 10 triệu chúng ta nhập vào đây. Và sau đó thì hệ thống tại cái mục tài khoản chứng khoán này thì hệ thống nó sẽ hỏi là chúng ta sẽ nộp vào tiểu khoản nào. Thì chúng ta có tiểu khoản 1, tiểu khoản 3, tiểu khoản 6 và tiểu khoản 8. Thì đấy là các tiểu khoản của anh chị có thể nạp tiền và rất là nhanh. Đó, thì qua app của ngân hàng liên kết các anh chị hoàn toàn có thể thao tác được cái việc này. Và chúng ta cũng có thêm các cái kênh, ví dụ như là qua mã số định danh của BIDV 9611 cộng với số tài khoản, và của VBank 0026 cộng với số tài khoản chứng khoán. Thì cái phần này cũng đã hướng dẫn khá là chi tiết. Và hiện tại thì chúng ta được miễn phí nạp tiền từ các ngân hàng liên kết, ví dụ như VBank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, VIB, Sacombank và Vietinbank, và không giới hạn cái số lần nạp tiền. Và chúng ta nạp tiền nhanh 24/7, và chúng ta luôn luôn cái gọi là chúng ta luôn luôn thông cái thông tin giao dịch của chúng ta rất là ok. Rồi, vậy thì khi chuyển tiền được vào tài khoản chứng khoán rồi thì một cái câu hỏi đặt ra là vậy thì chúng ta sẽ chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng như thế nào, đúng không ạ? Chuyển vào thì chúng ta phải chuyển ra, bởi vì khi mà chúng ta cần chi tiêu, hoạt động chi tiêu cá nhân ví dụ như vậy thì chúng ta cần phải chuyển ra các cái ngân hàng. Vậy thì hiện tại thì VPS cũng đã liên kết các cái ngân hàng liên kết, thì cái hoạt động mà chúng ta chuyển tiền ra tại các cái ngân hàng liên kết mà Hùng vừa nêu trên thì nó cũng hoàn toàn miễn phí. Và chúng ta có thể chuyển tiền nhanh chóng đến tất cả các ngân hàng. Hiện tại đã có cổng NaPass 24/7 rồi, tức là chuyển khoản nhanh. Như vậy thì chúng ta đang rất là chủ động. Và chúng ta có thể đặt các cái hạn mức, và chúng ta có thể rút tiền mặt tại các cái quầy giao dịch của ngân hàng VPBank trên toàn quốc. Đó là những cái lợi thế khi mà chúng ta rút tiền tại ngân hàng, tại công ty chứng khoán VPS. Thì để mà chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng thì đầu tiên Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị, tức là ở trên cái ứng dụng app SmartOne của chúng ta thì chúng ta vào cái mục giao dịch tiền. Tại mục giao dịch tiền, khi chúng ta chọn vào đây thì chúng ta sẽ chọn cái ứng dụng đầu tiên, đó là ứng dụng chuyển tiền. Thì ở trong cái app SmartOne mà trong cái option mà giao dịch tiền đó, thì nó có
bốn cái option, à 6 cái đó, thì chúng Hùng sẽ giới thiệu cho các anh chị một số cái option quan trọng thôi. Đó là option chuyển tiền và nạp tiền. Ứng tiền thì các anh chị hiểu là khi chúng ta bán chứng khoán chúng ta có thể ứng tiền. Thì đầu tiên cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tìm hiểu được cái cách chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng. Thì chúng ta bọn chuyển tiền. Thì khi bấm vào chuyển tiền thì lại nó lại có bốn cái option con ở đây. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ chọn chuyển tiền đến ngân hàng. Và khi chúng ta chọn cái mục này thì ngay lập tức là hệ thống nó sẽ cho các anh chị một cái app tiếp theo, là có một cái tab tiếp theo. Thì tại đây là các anh chị có thể tìm kiếm các cái ngân hàng. Ok, và VPS đã đưa cho các anh chị một số các ngân hàng ở đây miễn phí, ví dụ Vietcombank, VIB, VBank, ví dụ như vậy, BIDV. Đó, hoặc không thì chúng ta có thể chọn các ngân hàng khác ở đây thì chúng ta gõ vào đây. Rồi sau khi mà chúng ta đã chọn được ngân hàng rồi, ví dụ như Hùng sẽ lấy ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, VBank. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập số tài khoản của chúng ta tại ngân hàng chúng ta đăng ký. Sau đó sau khi mà nhập số tài khoản xong chúng ta bấm tiếp tục thì hệ thống nó sẽ trả cho anh chị hai cái thông tin căn bản. Thông tin thứ nhất đó là số tài khoản của chúng ta. Thông tin thứ hai là thông tin người nhận. Chúng ta phải kiểm tra xem là hai cái thông tin này phải thực sự chính xác để tránh cái câu chuyện chuyển nhầm. Đó, ví dụ vậy. Và cuối cùng thì sau khi mà hai cái thông tin này chính xác rồi thì chúng ta sẽ nhập số tiền vào đây. Và nội dung thì các anh chị có thể bỏ trống hoặc là chúng ta có thể nhập như nào đó. Và các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ bấm vào cái mục ở đây, mở ra cái mục này là lưu lại thông tin. Thì mục lưu lại thông tin này để làm gì? Để lần sau và chúng ta chuyển tiền đó, thì chúng ta sẽ không cần phải nhập những cái thao tác này nữa. Mà chúng ta chỉ cần vào cái mục, tí nữa ông sẽ chỉ với anh chị, chúng ta chỉ cần vào cái mục ở đây này, danh sách đã lưu. Vậy thì khi mà chúng ta lưu lại như vậy thì nó sẽ cái mục danh sách đã lưu này nó sẽ lưu lại cho tất cả cái tài khoản của chúng ta đã chuyển khoản đến ngân hàng. Như vậy là chúng ta chỉ cần vào đây và chúng ta chạm vào cái danh sách tài khoản chúng ta đã lưu thì ngay lập tức là nó sẽ setup lại cho các anh chị tất cả những cái phần ở đây và chúng ta không phải gõ cái gì nữa. Đó, như vậy là nó sẽ có một cái thao tác như vậy để lần sau chuyển các cái lần chuyển khoản lần sau thì chúng ta sẽ ok hơn, nhanh hơn. Và sau khi mà chúng ta đã hoàn tất tất cả những cái cấu trúc bên trên này thì chúng ta bấm vào tiếp tục thì hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta nhập mã PIN và OTP sẽ được gửi về điện thoại của chúng ta. Và sau khi chúng ta nhập thao tác đủ hai cái đó và chúng ta bấm đồng ý thì như vậy là chúng ta đã thao tác xong cái thủ tục là chuyển tiền về ngân hàng của mình để chúng ta tiêu dùng. Ok các anh chị, rất là thuận tiện và tất cả đều thao tác online. Cái phần thứ ba nữa là Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị ở cái mục đó là chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán VPS. Thì chúng ta sẽ lật ngược lại đây. Thì cái option thứ hai, thứ nhất đó là chuyển tiền đến ngân hàng, option thứ hai đó là chuyển tiền cùng chủ tài khoản tại công ty chứng khoán VPS. Thì nó được hiểu ở trong cái ứng dụng này là chúng ta có thể luân chuyển tiền từ tài khoản từ tiểu khoản 1 sang tiểu khoản 3 hoặc sang tiểu khoản 6 hoặc sang tiểu khoản 8 và ngược lại. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta chọn vào cái ứng dụng chúng ta chọn chuyển tiền cùng chủ tài khoản thì chúng ta lưu ý khi mà chúng ta chọn cái này á thì chúng ta phải hiểu được là tài khoản nguồn ở đâu. Tức là ví dụ chúng ta cần chuyển tiền từ tài khoản 1 sang tiểu khoản 6 thì ở cái tiểu khoản nguồn ở đây các anh chị phải chọn là tiểu khoản 1. Rồi, ở đó tiểu khoản ở đây chúng ta chọn tiểu và sau đó thì thông tin người nhận là gì, chúng ta phải chọn cái tiểu khoản ở đây. Thì khi chúng ta bấm vào đây thì ngay lập tức là hệ thống nó sẽ cho chúng ta cái tài khoản nhận ở đây. Đó, thì chúng ta có thể chọn đuôi 3 hoặc đuôi 6 hoặc đuôi 8, cái là tùy các anh chị. Và ở đây thì ở khuôn thứ hai thì chúng ta nhập tiền. Ở nội dung thì các anh chị có thể ghi là chuyển khoản từ đuôi 1 sang đuôi 6 và chúng ta bấm tiếp tục thì ngay lập tức là tiền sẽ được chuyển. Đó, chúng ta bấm tiếp tục thì ngay lập tức là tiền sẽ được chuyển từ tiểu khoản 1 sang tiểu khoản 6 với cái số tiền mà chúng ta thao tác chuyển. Và hoàn toàn ngược lại, khi chúng ta chuyển tiền từ tiểu khoản 6 sang tiểu khoản 1 thì cái tiểu khoản nguồn ở đây sẽ là tiểu khoản 6, thì tài khoản nhận thì ở đây nó sẽ hiển thị cho các anh chị là tiểu khoản 1 hoặc tiểu khoản 3 hoặc tiểu khoản 8. Đó, nó như vậy thôi. Tức là nôm na cái ứng dụng này để giúp cho chúng ta lưu chuyển cái dòng tiền của chúng ta giữa các tiểu khoản với nhau. Đó, đôi lúc chúng ta cần sử dụng margin thì chúng ta phải chuyển tiền sang đuôi 6 để chúng ta mua. Có những cái lúc thị trường nó xấu, nó yếu, chúng ta không cần thì chúng ta lại về đuôi 1 chúng ta mua. Ví dụ như vậy thì đấy là cái sự linh hoạt trong cái ứng dụng chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán. Rồi, tiếp theo ở mục 4 thì cũng sẽ hướng dẫn các anh chị chuyển tiền khác chủ tài khoản tại VPS. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có một cái tài khoản ở chứng khoán VPS và bạn chúng ta cũng có một tài khoản chứng khoán ở chứng khoán VPS và chúng ta có thể chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của bạn và tài khoản của bạn sang tài khoản của mình. Đó, tức là nó sẽ có cái sự lưu thông như vậy, được hiểu như vậy.
Vậy thì trong cái ứng dụng chuyển tiền thì các anh chị vui lòng chọn đến cái mục chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán tại VPS. Và sau khi chúng ta chọn ở đây thì bắt đầu nó sẽ sang cái tab thứ hai, đó là nó sẽ hiển thị thông tin người nhận. Thì số tài khoản người nhận là các anh chị cũng gõ vào 6 số tài khoản của người cần nhận ở đây, và chúng ta thêm một cái đuôi. Đó, tức là ở chỗ này là chúng ta nhập 7 số, tức là ví dụ như số tài khoản đây, Hùng lấy ví dụ số tài khoản của bạn mình chúng ta cần chuyển đó là 123555, thì chúng ta sẽ nhập vào cái mục này, số tài khoản ở đây sẽ là 123551 nếu như chúng ta cần chuyển tiền sang cho tài khoản này ở đuôi 1. Còn nếu như chúng ta cần chuyển tiền đuôi 6 thì chúng ta sẽ gõ là 123556. Ok, các anh chị hiểu như vậy. Rồi, sau đó chúng ta nhập nhập số tiền cần chuyển, và ở cái mục nội dung thì các anh chị có thể ghi như thế nào đó để sau này chúng ta có thêm cái chứng từ để chúng ta truy xuất nếu cần thiết. Cái này không bắt buộc, và chúng ta lưu lại thông tin người nhận để lần sau chúng ta chuyển chuyển tiếp, thì như vậy là chúng ta không phải nhập nữa mà chúng ta chỉ cần vào cái mục danh sách đã lưu. Ok, như vậy thì và chúng ta lưu ý rằng trong cái mục mà chuyển tiền khác chủ tài khoản thì ở đây là nó có một cái phần ở trong cái giao dịch tiền này, trong cái phần giao dịch tiền ở đây các anh chị, thì nó có cái cài đặt giao dịch tiền. Thì ở trong cái cài đặt giao dịch tiền này thì khi mà chúng ta chọn vào đây thì nó sẽ sang cái tab này, thì chúng ta có thể cài đặt cái hạn mức chuyển tiền trong ngày Việt Nam đồng trên ngày ở đây. Thì hình như là VPS đang mặc định ở trên app là 100 triệu trên một ngày, thì cái này thì theo quan điểm của Hùng thì chúng ta cứ để mặc định thôi, chúng ta cũng không không cần chỉnh nó quá là lớn, ví dụ như vậy. Ok. Rồi, tiếp theo thì Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị một cái ứng dụng rất là quan trọng nữa, tức là chuyển chứng khoán linh hoạt giữa các tiểu khoản 1, 3 và 6. Thì như các anh chị có biết rằng là khi có những cái thời điểm mà chúng ta mua chứng khoán ở trên đuôi 6, chúng ta muốn chuyển về đuôi 1, hoặc là chúng ta muốn mua tài khoản chứng khoán ở trên đuôi 1 để chuyển về đuôi 6 để chúng ta lấy các cái tài khoản lấy thêm sức mua. Vậy thì cái việc này thì chúng ta sẽ thao tác như thế nào, đúng không? Đấy là cũng là một cái mà nó chúng ta rất là quan tâm. Thì các anh chị lưu ý là ở trên cái ứng dụng chính của app Smart One, ở cái phần ở đằng dưới này thì ở phím đầu tiên sẽ là phím Home. Phím thứ hai ở đây chúng ta sẽ có chọn cái vùng phần chứng khoán. Và trong cái phần này thì các anh chị vui lòng chọn cái mục là chuyển chứng khoán ở đây. Vậy thì chuyển chứng khoán ở đây thì ví dụ Hùng đang lấy ví dụ đây, đây là tài khoản nguồn là tài khoản 1, và chúng ta cần chuyển chứng khoán từ tài khoản 1 sang tiểu khoản 3 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Ok, tiểu khoản 1 sang tiểu khoản 3 chẳng hạn. Thì tài khoản nguồn ở đây chúng ta phải chọn đuôi 1, và ở đây nó sẽ hiển thị cho các anh chị cái hình mũi tên, tức là từ đuôi 1 sang đuôi 3 hoặc là từ đuôi 1 sang đuôi 6. Rồi ok, thì tại cái chỗ này các anh chị lưu ý là cái đuôi nhận này chúng ta có thể chọn đuôi 6. Đó, thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta chọn đuôi 3 hoặc đuôi 6. Và ở cái khuôn ở đây thì chúng ta sẽ nhập mã cổ phiếu chúng ta cần chuyển ở đây. Ví dụ như là cần chuyển mã cổ phiếu VCG. Và một cái ở đây mà các anh chị sẽ thấy xuất hiện là trạng thái nhận chứng khoán, thì nó có in room và out room. Thì nó được hiểu là gì? Có nghĩa là nếu như cổ phiếu khi chúng ta chuyển từ đuôi 1 sang đuôi 6 thì cái cổ phiếu mà đang còn room ở trên đuôi 6 thì nó sẽ đi vào cái mục in room. Thì với các cái mã cổ phiếu mà ở in room thì chúng ta sẽ tăng được sức mua. Đó. Nhưng với những cái mã cổ phiếu đã hết room, tức là tràn room rồi, trên đuôi 6 bị hết room rồi, thì cái mục đó là nó sẽ nằm ở mục out room, và tất cả những cái cổ phiếu cái phần cổ phiếu mà nằm ở out room thì nó sẽ không tăng sức mua cho chúng ta. Ở cái phần khối lượng có thể tối đa có thể chuyển thì ở đây nó sẽ hiển thị cho các anh chị là khối lượng có thể chuyển trên khối lượng mình có, và ở đây là 1.000 trên 1.000, có nghĩa là chúng ta có thể chuyển maximum 1.000 cổ phiếu. Tại cái mục khối lượng yêu cầu chuyển ở đây các anh chị vui lòng nhập khối lượng cần chuyển. Ví dụ chúng ta cần chuyển 100 cổ phiếu chẳng hạn thì chúng ta đánh vào đây là 100. Chúng ta cần chuyển 500 cổ phiếu thì chúng ta đánh vào đây là 500, và các anh chị nhìn thấy có cái hình dấu cộng ở đây. Thì chúng ta bấm vào cái dấu cộng này, thì khi chúng ta bấm vào cái dấu cộng này thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta đây. Ví dụ như chúng ta cần chuyển 100 cổ phiếu. Và hiện tại trạng thái ở đây nó là in room, tức là có nghĩa là VCG ở trên tiểu khoản 6 này hiện tại tại cái thời điểm mình thao tác ở đây là nó đang còn room, như vậy là nó sẽ làm in room và nó sẽ tăng sức mua cho chúng ta. Và sau khi đợi khối lượng yêu cầu chuyển là 100 cổ phiếu và chúng ta bấm vào chuyển ở đây thì ngay lập tức là 100 cổ phiếu từ đuôi 1 sẽ được chuyển sang đuôi 3. Đấy, tiểu khoản 1 sang tiểu khoản 3. Và ngược lại có thể chúng ta sẽ chuyển từ tiểu khoản 1 sang tiểu khoản 6 thì ở đây sẽ chọn 6. Và ngược lại chúng ta cũng có thể chuyển từ đuôi 6 thì nếu chuyển đuôi 6 sang đuôi 1 thì ở đây sẽ là đuôi 6 và chỗ này sẽ là tiểu khoản 1. Ok, như vậy là các mã cổ phiếu chứng khoán các anh chị có thể linh động chuyển qua lại các đuôi với nhau. Và để chuyển qua lại với nhau như vậy thì các anh chị vui lòng thao tác như Hùng vừa hướng dẫn. Ok.
Rồi, tiếp theo Hùng sẽ hướng dẫn cho các anh chị một cái sản phẩm đầu tư tài chính, ở đây gọi là money market. Ok. Thì đây là một cái sản phẩm đầu tư tài chính rất là linh hoạt và giúp cho nhà đầu tư tối ưu cái dòng tiền ở trên tài khoản chứng khoán. Ví dụ khi mà thị trường của chúng ta xấu hoặc là thị trường của chúng ta đang ở vào những cái ngưỡng downtrend đó, thì cái việc mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu thì nó sẽ bị bất lợi, đúng không anh chị? Nó sẽ bị lỗ. Trong khi đó cái dòng tiền ở trên tài khoản của chúng ta không biết làm gì cả, thì chúng ta sẽ tham gia cái sản phẩm đầu tư tài chính. Thì các anh chị sẽ vào cái Money Market ở đây, và sau khi mà chúng ta vào cái này ở trên cái gọi là trên trên cái trang chủ đó, chúng ta bấm vào trang chủ, chúng ta lựa chọn trang chủ thì nó sẽ có cái Money Market đây. Thì bắt đầu chúng ta đến cái tab thứ hai, đó là lập giao dịch. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập cái số tiền chúng ta đầu tư đó, thì chúng ta có thể đầu tư 10 triệu, 20 triệu và tối thiểu là 100 nghìn ở đây. Thì nó phụ thuộc vào số tiền chúng ta có, và sau đó thì sau khi mà chúng ta nhập vào đây rồi thì chúng ta sẽ có thời hạn đầu tư. Thì các anh chị ở đây của chúng ta có thể dự dự ví dụ như là thị trường nó sẽ down thêm khoảng tầm 10 phiên nữa thì chúng ta sẽ nhập là 10 ngày, hoặc là dự 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 kiến thị trường nó còn down thêm 30 ngày nữa, một tháng nữa vẫn chưa tốt thì chúng ta có thể chọn 30, thì đang thử test thử là 30 ngày. Thì với một cái số tiền đầu tư là 10 triệu thì chúng ta sẽ có một cái lợi tức khoảng khoảng tầm độ 41 ngàn trong vòng 30 ngày. Ok. Đó, và sau sau khi mà chúng ta sau sau khi mà chúng ta thiết lập xong thì chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục. Ok. Và tại cái mục tiếp tục ở đây thì nó sẽ có ở bên 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 này, sau khi mà thành công thì ở đây nó sẽ có danh mục. Đó, ở danh mục ở đây chúng ta sẽ xem các cái danh mục mà chúng ta đã tham gia đầu tư tài chính ở đây, và khi nào mà chúng ta cần tất toán chúng ta có thể tất toán trước thời hạn. Nếu như chúng ta cảm thấy là thị trường của chúng ta đang quá tốt, quá tối ưu và chúng ta cần tiền luôn thì chúng ta tất toán ở đây, ở trong cái danh mục này thì chúng ta sẽ tất toán, và khi chúng ta tất toán như vậy thì tiền ngay lập tức nó sẽ trả lại về cái tiểu khoản của chúng ta đó. Và khi mà chúng ta chọn về cái tiểu khoản của chúng ta như vậy rồi thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta mua được, tránh cái việc là chúng ta phải chuyển tiền ra ngân hàng rồi chúng ta gửi tiết kiệm online rồi sau đó chúng ta lại chuyển về, rất là lằng nhằng, đúng không anh chị? Vậy thì cái tiền nhàn rỗi các anh chị có thể tham gia cái sản phẩm đầu tư tài chính Money Market trong cái lúc thị trường của chúng ta gặp downtrend đó, rất là linh hoạt. Thì đây các anh chị lưu ý cho cùng cái sản phẩm này khá là hay. Rồi, và phần thứ bảy thì mình sẽ hướng dẫn các anh chị một cái tiện ích nữa là gọi là tiện ích thanh toán tài chính. Thì ở đây thì trong cái tiện ích này thì các anh chị có thể chúng ta thanh toán một số các cái dịch vụ tiền điện, tiền nước, truyền hình, internet. Đó, thì tại cái mục trang chủ của app SmartOne thì các anh chị bấm vào mục xem thêm, và sau khi mà chúng ta bấm vào mục xem thêm xong thì chúng ta sẽ chọn ở đây đó là cái mục thanh toán. Và khi chúng ta chọn mục thanh toán thì hệ thống nó sẽ hiển thị tiếp cho chúng ta đó là chuyển tiền thanh toán. Thì các anh chị lưu ý là chúng ta phải chọn cái tài khoản nào đang còn tiền, hết tiền thì chúng ta không thanh toán được, đúng không ạ? Đó. Và đây thì nó có tích hợp một số các cái dịch vụ, ví dụ điện này, nước này, internet, truyền hình, các cái khoản vay. Đó, thì ví dụ như Hùng chọn vào điện chẳng hạn, nó hóa đơn tiền điện. Ok, thì chúng ta chọn vào điện ở đây thì chúng ta sẽ chọn nhà cung cấp, đó là EVN, đúng không ạ? Và mã hóa đơn, mã khách hàng thì ở đây chúng ta nhập mã khách hàng, và sau khi chúng ta nhập mã khách hàng xong thì hệ thống nó sẽ trả cho chúng ta xem là có đúng họ tên của chúng ta không đó, và chúng ta đang nợ cước bao nhiêu, vân 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 vân. Và khi đó thì chúng ta sẽ bấm tiếp tục, và chúng ta sẽ bấm để chúng ta thanh toán toàn bộ số tiền. Đấy là một số các tiện ích thanh toán của trên app SmartOne. Rồi phần cuối cùng, phần 4 thì cũng sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta sử dụng cái tiện ích tặng quà. Cái này thì cũng khá là tin. Thì chúng ta có thể tặng quà bằng tiền mặt hoặc là cổ phiếu hoặc là cả hai. Và nói chung là cái này thì nó cũng khá là hay hay, nói chung là được các anh chị. Nếu mà chúng ta các cái ngày lễ mà chúng ta có tiện thì chúng ta cũng có thể sử dụng để chúng ta quà tặng. Đấy là cái ứng dụng GFI, không biết tên tiếng Anh gọi là cái gì, mình hơi 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 dốt tiếng Anh một tí. Nôm na là cái ứng dụng này đấy, nó có hình như đây. Thì các anh chị vào cái mục trang chủ của app SmartOne, và sau đó chúng ta vào ứng dụng GIF. Nó có cái hình đây này đó. Thì ở đây nó có hai cái, tức là nó có hai cái biểu tượng, tức là cái biểu tượng thứ nhất ở đây đó là gift đã tặng, tức là những cái quà mà chúng ta đã tặng cho người khác, và cái thứ hai nữa là gift của tôi, tức là những cái quà mà tôi được nhận, tức là những người khác tặng cho mình, ví dụ như vậy. Tiếp theo ở đây thì nó có hiển thị tiếp là ngày của mẹ này, rồi là mừng cưới này, sinh nhật, mừng em bé, mừng thọ, học hành đó, tức là ví dụ như mừng cưới hoặc là mừng như nào đó thì các anh chị có thể chọn vào các cái dịp, nó dịp nào thì chúng ta chọn dịp đó.
Thì sau khi mà chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ thêm cái thông tin người nhận. Thì các anh chị lưu ý là tại thông tin người nhận này thì các anh chị sẽ nhập 6 số tài khoản. Đó, ví dụ như là 026C123555. Đó, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ nhập là 123555 vào đây. Và sau khi nhập cái số tài khoản vào đây thì ngay lập tức là hệ thống sẽ trả cho chúng ta cái khoang thứ hai ở đây, đó là họ tên của cái chủ tài khoản mà chúng ta cần tặng. Thứ hai nữa là số tài khoản mà chúng ta tặng ở đây, đó thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và các anh chị check lại xem hai cái thông tin này nó phải khớp, nó phải đúng, tránh trường hợp mà chúng ta tặng nhầm quà là không có đòi với ông anh chị nhá. Đó, tặng nhầm quà. Phần thứ hai là thiệp chúc mừng thì các anh chị có thể chọn một cái thiệp gì gì ở đây nó ý nghĩa, đó kèm theo cái gọi là cái ngày nó, ví dụ ngày sinh nhật thì Happy New Year, ví dụ thế, sinh nhật ấm áp ý nghĩa, và đây kèm theo lời chúc, đó, chúc đầu tư chứng khoán nó tím tím một tí, chứ còn nếu mà cứ sàn sàn trong cái giai đoạn vừa qua thì thế thôi là anh cũng bỏ nghề, ví dụ thế. Phần thứ ba đây là thêm quà tặng, thì ở đây nó có hai cái mục thêm. Thứ nhất là thêm tiền, chúng ta bấm tiền hoặc là chúng ta sẽ bấm stop card, tức là cổ phiếu. Đó thì ví dụ như ông ở đây mình sẽ bấm tiền mừng, như là chúng ta sẽ mừng 500 ngàn chẳng hạn, thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ có giá trị của VIP ở đây là 500 ngàn. Tiếp theo là ví dụ chúng ta tặng mã cổ phiếu VCG chẳng hạn với giá trị 600 ngàn. Đó thì nó sẽ tương đương với cái giá trị ở đây, và như vậy là giá trị của quà tặng nó sẽ lên 1.500.000 cộng với 600.000, 1.1.000, và sau đó bấm vào tặng ngay. Đó, hoặc là chúng ta thêm vào giỏ quà. Rồi thì thêm vào giỏ quà thì nó sẽ là sẽ là chờ đó khi nào đến ngày nào chúng ta tặng, hoặc là ví dụ chúng ta bấm tặng ngay thì ngay lập tức là các cái lệnh tặng này nó sẽ được đẩy đi. Ok, như vậy là Hùng đã vừa hướng dẫn cho các anh chị một số các cái ứng dụng trên app SmartOne rất là hay để cho các anh chị, với những nhà đầu tư mới đầu tư họ chưa biết thao tác, thì các anh chị có thể xem cái video này, gần như nó cũng đã đầy đủ các cái tính năng cơ bản để các anh chị có thể vận hành được. Rồi, kính chúc quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta luôn luôn đầu tư thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần, cũng như trong các cái video hướng dẫn về cách sử dụng web hoặc là app hoặc là một số các cái tính năng liên quan đến công ty chứng khoán VPS. Và song song với việc đó thì chúng ta thấy rằng Hùng Lê sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả anh chị em của chúng ta trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, để chúng ta phân tích những cái bản tin tuần, để chúng ta phân tích những cái mã cổ phiếu và dự báo những cái xu hướng để giúp cho nhà đầu tư chúng ta có thêm một cái kênh thông tin tham khảo tối ưu và hữu ích trong cái quá trình đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.